Xin chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật ngay sau đây. Trong cảnh báo gửi Hội đồng Bảo an, đại diện cấp cao các vấn đề giải trừ vũ khí Izumi Nakamitsu cho biết, kể từ cuộc họp báo cuối cùng về việc chuyển giao vũ khí chỉ cách đây 2 tuần, việc cung cấp hỗ trợ quân sự và chuyển giao vũ khí, đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine hiện vẫn tiếp tục diễn ra. Bà nhấn mạnh rằng điều này diễn ra trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc chiến toàn diện Ukraine, vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Bà Izumi Nakamitsu nói, mọi hoạt động chuyển giao vũ khí và đạn dược phải tuân thủ các quy định pháp lý quốc tế hiện hành, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, trong đó có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với những hoạt động này. Các lô hàng được báo cáo gồm những loại vũ khí thông thường nặng nề như xe tăng, xe bọc thép, chiến đấu và máy bay, trực thăng, pháo cỡ lớn và hệ thống tên lửa, cũng như phương tiện chiến đấu trên không, không người lái, cùng với đạn dược điều khiển từ xa, vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ cùng đạn dược của chúng. Bà cũng chỉ ra các báo cáo về việc các quốc gia chuyển giao hoặc có kế hoạch chuyển giao vũ khí như phương tiện bay không người lái, tên lửa đạn đạo và đạn dược cho lực lượng vũ trang Nga, và những vũ khí này đã được sử dụng và có khả năng tiếp tục được sử dụng ở Ukraine. Đại diện cao cấp đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về các báo cáo liên quan đến việc sử dụng và chuyển giao đạn chùm kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu và sự ô nhiễm rộng rãi do bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại ở Ukraine. Bà Izumi kêu gọi các quốc gia thành viên tuân thủ các nghĩa vụ theo các hiệp ước giải trừ vũ khí, đặc biệt là các công ước liên quan đến đạn chùm và các vũ khí được coi là không phân biệt hoặc gây thương tích quá mức. Điều này bao gồm bẫy kích hoạt, laser vũ khí gây mù vĩnh viễn và vũ khí gây cháy. Bà nhấn mạnh rằng việc toàn cầu tham gia và thực hiện các hiệp ước giải trừ vũ khí là ưu tiên hàng đầu. Bà Izumi kêu gọi các quốc gia tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và nghiêm túc thực hiện các cam kết trong các hiệp ước này. Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tháng 8 là tháng có số thương vong dân sự cao thứ 2 trong năm 2024 sau tháng 7. Bà Izumi Nakamitsu cho biết việc Nga sử dụng máy bay không người lái và tên lửa có vũ trang tiếp tục gây ra thương vong cho dân thường cũng như thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Ngoài ra, cũng có báo cáo về một số cuộc tấn công xuyên biên giới sử dụng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga, một số cuộc tấn công gây thương vong cho dân thường và thiệt hại cho các mục tiêu dân sự. Bà cho biết, các máy bay không người lái và tên lửa có vũ trang không được phép sử dụng theo cách không phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Cuối cùng, bà Izumi Nakamitsu kết luận rằng tất cả các bên trong bất cứ cuộc xung đột vũ trang nào đều có nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế là phải bảo vệ thường dân. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước bối cảnh này, mới đây tại cuộc họp chiến lược châu Âu Yalta, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất hai phương án để kết thúc cuộc xung đột tại Ukraine. Ông cho biết Ukraine có thể đạt được mục tiêu này bằng cách hoặc để lùi lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ thông qua sức mạnh quân sự, hoặc thông qua một quá trình ngoại giao nhằm đảm bảo Kiev khôi phục toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Ông Zelensky nói, có nhiều phương án để chấm dứt một cuộc xung đột. Một là đẩy lùi quân đội đối phương bằng vũ lực, và hai là thông qua ngoại giao, đảm bảo rằng đất nước sẽ đạt được nền độc lập thực sự và được giải phóng khỏi sự kiểm soát. Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine và hỗ trợ Kiev trên con đường giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh, trong cả hai trường hợp, Ukraine phải mạnh mẽ. Mỹ có thể hỗ trợ điều đó. Tổng thống Zelensky cũng cho biết kế hoạch chiến thắng mà ông sẽ trình lên Tổng thống Mỹ có thể trở thành nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài và thực hiện đầy đủ công thức hòa bình của Ukraine. Ông tin rằng bất kỳ ảo tưởng nào về khả năng đàm phán với Nga hoặc đặt ra các làn danh đỏ càng khiến xung đột kéo dài. Ông Zelensky cho biết thêm, nếu một ngày nào đó tất cả chúng ta muốn nghe những lời như là cuối cùng hòa bình thực sự đã đến với Ukraine, chúng ta phải biết rằng Ukraine đã đủ mạnh để giành chiến thắng. Đây sẽ là sự đảm bảo cho hòa bình. Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm vào cuối năm 2022 nhằm giải quyết cuộc xung đột với Nga. Công thức này gồm một số điểm như Nga phải rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và bồi thường xung đột. Tuy nhiên, Nga coi các đề nghị này là phi thực tế. Moscow tuyên bố chỉ đàm phán dựa trên tình hình thực địa mới, bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ tại Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập. Kiev cũng tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần đầu vào tháng 6 năm nay tại Thụy Sĩ mà không có sự tham gia của Nga. Kiev kêu gọi Moscow tham dự hội nghị lần thứ hai dự kiến vào tháng 11 tới. Song, Nga nhiều lần phát tín hiệu từ chối. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Ả Rập Xê Út ngày 9 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, việc phương Tây khăng khăng tuân theo cái gọi là công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky cho thấy họ không có ý định đàm phán với Moscow một cách bình đẳng. Ông Lavrov khẳng định, Nga thậm chí chưa bao giờ xem xét nghiêm túc sáng kiến của ông Zelensky và chỉ bày tỏ sự ngạc nhiên khi vẫn có người ủng hộ sáng kiến đó. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh,
Vấn đề không phải là lãnh thổ, vì Moscow không bao giờ muốn đất của người khác, mà thay vào đó muốn những người là một phần không thể thiếu của thế giới Nga. Văn hóa Nga, ngôn ngữ, lịch sử, tôn giáo Nga được đối xử nhân đạo theo yêu cầu của luật pháp quốc tế. Ông nói, nếu chúng tôi thảo luận về lời kêu gọi ngừng bắn và nghĩ đến trao đổi lãnh thổ, thì điều này không thành vấn đề. Vấn đề không nằm ở các vùng lãnh thổ, vấn đề nằm ở quyền của những người đã bị luật pháp trả đạp. Ông Lavrov nhấn mạnh, mặc dù việc tìm ra thời gian và địa điểm cho các cuộc đàm phán về Ukraine tương đối dễ dàng, nhưng điều quan trọng hơn nhiều là phải thống nhất được những gì sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán như vậy. Vào ngày 2 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, ông tin rằng Ukraine cuối cùng sẽ đồng ý tham gia các cuộc đàm phán. Ông dự đoán chiến dịch đột kích của Kiev vào vùng biên giới Kursk của Nga sẽ không thành công và sẽ dẫn đến việc Ukraine phải ngồi vào bàn thương thảo. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nêu rõ, Nga sẽ không đàm phán khi Ukraine tấn công vào dân thường và các hạ tầng dân sự. Hơn một tháng sau khi Ukraine thực hiện chiến dịch đột kích quy mô lớn chưa từng có vào tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga, quân đội Nga đã bắt đầu phát động phản công mạnh mẽ. Mục tiêu của đợt phản công này là đẩy lùi các lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực biên giới. Trước cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky đã xác nhận thông tin về cuộc phản công của Nga, đồng thời cho biết mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Ukraine. Ông Zelensky không cung cấp thêm chi tiết, nhưng diễn biến mới này xảy ra trong bối cảnh Ukraine đang kêu gọi các đối tác phương Tây dỡ bỏ hạn chế đối với tên lửa tầm xa mà họ được cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Chiến dịch tấn công bất ngờ của Ukraine và tỉnh Kursk bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 đã đánh dấu cuộc xâm nhập đầu tiên vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Chiến dịch này phần nào giúp sốc lại tinh thần của các binh sĩ Ukraine, đồng thời có thể mang đến cho Kiev đòn bẩy có giá trị trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Tuy nhiên, khi các lực lượng Nga tiếp tục đạt được những bước tiến vững chắc ở miền đông Ukraine, một số nhà phân tích đã tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của việc Ukraine sử dụng các nguồn lực hạn chế để kiểm soát lãnh thổ Nga. Nếu cuộc phản công của Moscow nhằm giành lại các khu vực do Ukraine nắm giữ ở tỉnh Kursk thành công, nỗ lực cuối cùng này của Kiev có thể trở nên vô ích. Ngày 12 tháng 9, theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã kiểm soát lại 10 khu định cư ở tỉnh Kursk kể từ khi tiến hành cuộc phản công dọc theo sườn phía tây của khu vực do Ukraine kiểm soát. Các khu định cư này bao gồm Apanasovka, Biakovo, Visnevka, Viktorovka, Venezavnoye, Gordeyevka, Krasnoyeoptiaskoye, Obukhovka, Snagos và 10i Oktiat. Quân đội Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng về tuyên bố của Nga. Trước đó, trong bản cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự vào ngày 6 tháng 9, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã kiểm soát hơn 1.300 km2 và khoảng 100 khu định cư ở Kursk. Nhà phân tích quân sự của tập đoàn Blackbird có trụ sở ở Phần Lan, ông Emin Kastehemi, cho rằng cuộc phản công của Nga nhằm mở một tuyến đường bộ từ Kluskovo đến Kurenevo để giảm thiểu tác động của các cuộc không kích của Ukraine lên các cây cầu bắc qua sông Sêm, vốn đang gây ra những thách thức nghiêm trọng về mặt hậu cần cho Nga tại khu vực phía Nam. Ông Kastehemi cho biết, để tiếp tục cung cấp cho các đơn vị trong khu vực Kursk, Nga buộc phải triển khai các cây cầu tạm, nhưng những cây cầu đó đang trở thành mục tiêu không kích của Ukraine. Cuộc phản công mà Moscow đang thực hiện có thể giúp giải quyết vấn đề này. Ngoài ra, cuộc phản công còn có khả năng thu hẹp lãnh thổ do Ukraine nắm giữ ở tỉnh Kursk, làm phức tạp thêm các cuộc tiến công của Kiev về phía Lugov. Ông Kastehemi nói thêm, song những mục tiêu này vẫn còn phụ thuộc vào việc Nga có thể tiến xa đến đâu. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV cho rằng Nga có thể tính đến việc tạm thời chia cắt các vùng lãnh thổ mà Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kursk để thiết lập vị trí chiến thuật tốt hơn trước khi tiến hành một chiến dịch phối hợp nhằm đẩy lùi toàn bộ quân đội Ukraine ra khỏi lãnh thổ. Báo cáo của ISV nhấn mạnh, Nga có thể đang nỗ lực thiết lập các vị trí thuận lợi hơn về mặt chiến thuật trong cuộc phản công ban đầu này trước khi tiến hành chiến dịch phản công lớn hơn chống lại lực lượng Ukraine đang hoạt động ở phía đông bắc Kurenevo và gần Susa. Susa là khu định cư lớn nhất mà Ukraine đã kiểm soát được ở Kursk và hiện là trạm trung chuyển cuối cùng của Nga vẫn hoạt động trên tuyến đường vận chuyển khí đốt qua Ukraine đến châu Âu. Tổng thống Zelensky ước tính, tính đến đầu tháng 9 năm nay, Nga đã điều động 60.000 binh sĩ để đối phó với cuộc tấn công của Ukraine tại tỉnh Kursk, trong khi hồi cuối tháng 8 vừa qua, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sisky cho rằng Moscow đã luân chuyển 30.000 binh sĩ đến khu vực này. Dù chưa rõ số lượng binh sĩ Nga tham gia cuộc phản công, nhưng Moscow được cho là đã triển khai một số đơn vị từ lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155, trung đoàn nhảy dù 51 và 56. Theo nhà phân tích Kastehemi, Nga dường như vẫn có đủ lực lượng để duy trì các cuộc tấn công cả ở Kursk và ở Donetsk, miền đông Ukraine.
một học giả quốc phòng tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế Dara Mazikot lưu ý, mặc dù có một số dấu hiệu ổn định gần thành phố Pokrov thuộc tỉnh Donetsk trong hai tuần qua, nhưng Nga vẫn chưa ngừng hoạt động tấn công trong khu vực nhằm thăm dò điểm yếu của Ukraine. Trong khi đó, tình hình đang ngày càng trở nên khó khăn hơn gần Vuleda, một thị trấn khai thác mỏ nhỏ ở phía nam Pokrov, vốn đóng vai trò quan trọng đối với tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía nam Donetsk. Ông Kastehenmi đánh giá, cuộc phản công của Nga ở Kursk khó có thể thay đổi tình hình theo hướng có lợi cho Ukraine ở những nơi khác, nhưng các lực lượng Kiev ở một số khu vực sẽ phải chịu ít áp lực hơn trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, tác động này chỉ mang tính cục bộ, nhỏ lẻ. Các chuyên gia nhận định vẫn còn quá sớm để đánh giá hiệu quả Ukraine có thể giữ vững những vùng đất đã kiểm soát được ở Kursk hay không. Chuyên gia quân sự Serhii Zgures của Ukraine cho rằng cuộc phản công của Nga là điều đã được dự đoán từ trước và điều này có thể cho phép Ukraine đạt được một số mục tiêu ban đầu của chiến dịch xâm nhập Kursk. Ông Zgures viết, Nga cuối cùng đã thực hiện bước đi mà các nhà hoạch định quân sự của chúng tôi dự đoán khi chuẩn bị cho cuộc tấn công Kursk. Mục đích của Ukraine là buộc đối phương phải triển khai lực lượng từ các khu vực khác, trong đó có cả Pokrov, đến mặt trận mới này. Chúng tôi cũng muốn tạo ra vùng đệm ở gần Sumy và đảm bảo bắn hạ binh sĩ hoặc thu giữ thiết bị quân sự của Nga nhiều nhất có thể. ISVK cho rằng Nga có thể xem xét việc điều chuyển thêm các đơn vị tinh nhuệ từ Ukraine để ứng phó với chiến dịch xâm nhập vào Kursk. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu giới chức Nga có đánh giá rằng các lực lượng hiện tại ở Kursk, bao gồm lính nghĩa vụ, các đơn vị không chính quy, cùng với một số đơn vị chính quy và tinh nhuệ nhỏ, có đủ khả năng để đẩy lùi Ukraine khỏi khu vực này hay không. Đồng tình với quan điểm trên, chuyên gia Mazikot nhận định, Nga đã tái triển khai lực lượng từ nhiều nơi dọc theo tuyến đầu để hỗ trợ Kursk, nhưng lực lượng này tại đây vẫn còn rất khác biệt về chất lượng và số lượng. Trong khi đó, Ukraine đã bắt đầu các cuộc tấn công mới ở Kursk và dường như đã ngăn chặn được một số đợt phản công ban đầu của Nga. Ông Kastehenmi đánh giá, nhưng tình hình vẫn có thể thay đổi. Theo nhiều phân tích này, Ukraine có thể cố gắng củng cố các vị trí ở Kursk, xây dựng những công sự ở biên giới Nga nếu họ có kế hoạch giữ đất lâu dài.